Xin chào tất cả các bác ba miền Bắc Trung Nam và những anh em nào mà đam mê đi rừng này, đi săn bẫy này, tìm chim, tìm cu, hoặc là những bác nào mà đi du lịch thì là sử dụng một cái chiếc ống nhòm như thế này sẽ là công cụ hỗ trợ cho các bác nhìn được những cái vật ở xa các bác nhá. Thì hôm nay đến hẹn lại lên thì hiện tại đang là mùa đi săn ong, là tìm ong mật ấy, thì rất là nhiều các bác là liên hệ trực tiếp với em bảo là em ơi bây giờ anh muốn tìm ong mật thì tư vấn cho anh để là anh mua một cái dòng sản phẩm nào để về anh tìm được ong, cũng như là đội nhóm rất là nhiều đấy. Tức là bán cái dòng sản phẩm này thì là mình là uy tín, mình là chất lượng, tức là mọi người mua về nhận hàng kiểm tra đúng ưng ý, test chất lượng, bao test cho các bác luôn, nhận hàng là ngắm nghĩa ưng ý thoải mái, nên bọn em bán được rất là nhiều hàng thông qua là giới thiệu. Có nghĩa là ở một xóm này hay là ở một thôn này có một anh mua, xong lại bảo là anh này là mua bên này tốt lắm thì lại giới thiệu cho anh kia, thì bán như vậy mới lâu dài được, mới bền được các bác nhá. Thì hôm nay trong clip này là em muốn giới thiệu đến các bác về một dòng sản phẩm ống nhòm cao cấp của hãng Boshile với thông số là 10x50 các bác nhá. Vỏ hộp bên ngoài của sản phẩm thì nó là như thế này, và khi các bác nhận hàng chú ý giúp em nhá, nhận hàng là xem như quảng cáo bên em, quảng cáo như thế nào là các bác sẽ nhận hàng được y hệt như vậy. Mở ra ngắm nghía em quảng cáo như thế nào là em nhìn rõ nét như thế nào thì các bác nhìn cũng rõ nét như vậy. Đấy, nói chung là bao test cho các bác luôn, nên các bác yên tâm khi mua hàng của bên em các bác nhá. Thì đầu tiên là vỏ bên ngoài sản phẩm của hãng Boshile sẽ là như thế này, một cái hộp màu xanh như thế này các bác nhá, rất là cứng cáp, rất là đẹp. Bây giờ em sẽ mở bộ sản phẩm này ra. Thì đầu tiên bên trong sẽ là một cái túi chống sốc các bác nhá. Cái túi chống sốc là trong quá trình vận chuyển di chuyển ấy thì sẽ giúp cho các bác là hạn chế va đập, cũng như là bảo vệ cái ống nhòm này nó sẽ được tốt hơn. Và cái túi chống sốc này được làm bằng vải dù các bác nhá. Cái túi này thì nó rất là cao cấp, ống nhòm này cao cấp rồi thì cái gì đi kèm theo của nó cũng cao cấp. Đây là cái túi chống sốc, các bác nhìn đây như một cái túi máy ảnh luôn các bác nhá, rất là đẹp, chắc chắn luôn. Đấy, cái dây này thì các bác hoàn toàn có thể là cho nó dài ra hay là thu vào, thì mình cứ tăng giảm cái độ dài của nó là thông qua đây, thì là các bác đeo chéo qua ngực này hay là cầm tay này. Đấy, hay là đeo qua lách cũng là đều ok hết các bác nhá. Đây là cái miếng kê để nó đỡ đau vai, là trong quá trình sử dụng lâu ấy, thì là đỡ đau vai là cái có cái miếng kê này các bác nhá. Ở đây sẽ là cái các bác là kẹp vào cái thắt lưng da. Đấy, kẹp vào thắt lưng da ở đây để là trong quá trình đi rất là tốt các bác nhá, không bị rơi cũng như là gọn gàng. Đấy, bây giờ đây là cái miếng dính này. Đấy, các bác thấy không? Cực kỳ là dày dặn luôn. Nhìn em nhìn cũng là thấy rất là ưng mắt, rất là đẹp các bác nhá. Đây em sẽ mở ra. Đấy, bên trong đây sẽ là bọc tiếp một cái lớp túi bóng nữa. Một cái lớp túi bóng này. Đây em sẽ bỏ ra đủ hết phụ kiện ra các bác nhá. Đấy, cứ em quảng cáo như thế nào thì nhận hàng sẽ y hệt như vậy. Đây, túi bóng này nhét vào đây. Tiếp theo là sẽ có phụ kiện, kèm theo sẽ có một cái dây đeo các bác nhá. Cái dây đeo này đây, em sẽ mở ra cho các bác là xem cái dây đeo này. Dây đeo của nó đây cũng rất là to, bản to luôn các bác nhá. Ở hai cái đầu này là có cạp thêm da để là tăng độ bền cho cái dây này các bác nhá. Và cái dây đeo này thì các bác hoàn toàn có thể là móc ở đây. Trên cái ống nhòm này nó đã có những cái lỗ chờ ở đây. Đấy, có những cái lỗ chờ ở đây thì là các bác hoàn toàn có thể là móc cái dây vào đây, móc cái dây vào đây để các bác là treo lên, thì là rất là tiện trong quá trình là sử dụng cũng như là đeo qua cổ các bác nhá. Đấy, kiểu như là máy ảnh ấy. Đấy là đeo qua cổ, những lúc nào mình cần nhìn là đưa lên mắt là nhìn luôn. Một cái khăn lau, khăn lau này thì là trời mưa trời gió hay là bụi bẩn vào thì là các bác vệ sinh này thông qua cái khăn lau này là lau vào đây. Ở đây là có một cái túi chống ẩm, là cái hàng gì cũng vậy, có túi chống ẩm này. Phụ kiện kèm theo nó chỉ có như vậy thôi, một khăn lau này, một cái dây như thế này các bác nhá. Và chú ý giúp em này, hai mắt trước và hai mắt sau của chiếc ống nhòm cao cấp này, đây em sẽ để gọn phụ kiện vào các bác nhá. Đấy, để gọn phụ kiện này vào. Hai mắt trước và hai mắt sau là đều có cái chụp bảo vệ hết các bác nhá. Đây các bác thông cảm giúp em này, em đang quay ở ngoài trời lên trời đang mưa rất là to, em ở miền Bắc mà. Đấy, mưa rất là to nên các bác là thông cảm giúp em. Đấy, bởi vì là hôm nay là ống nhòm này mới nhập được về, tại vì hiện tại đang là Covid Covid đấy thì nhập hàng rất là khó khăn. Nên có hàng về cái là em tranh thủ em quay muốn giới thiệu đến các bác luôn, nên là các bác hết sức thông cảm giúp em, chứ không lại bảo là ông này quay video gì mà ồn khó nghe, nên các bác thông cảm cái điều đấy giúp em nhá. Hai mắt trước này, hai mắt sau là đều có lắp chụp bảo vệ hết. Đấy, cái lắp sau thì sẽ là cái chụp rời nhá. Đây, chụp rời này. Hoặc là đây, nó có một cái chờ đây. Các bác hoàn toàn có thể lấy cái dây móc vào đây. Đấy, móc vào đây, kèm theo đây để nó là khi các bác bỏ ra nó sẽ lủng lẳng ở đây luôn. Còn hai cái chụp ở mắt trước các bác nhá, hai chụp ở mắt trước đây sẽ là, đấy, bỏ ra nó sẽ là mắc luôn ở đây, mắc luôn ở cái chữ B, BAK4 đây. Đấy, nó sẽ mắc luôn ở đây để các bác là lúc nào dùng xong là mình sẽ chụp vào qua nhá. Đấy, với chiếc ống nhòm Boshile này, ở đây thì người ta ghi là thông số rất là cụ thể rồi. Với thông số của nó ở đây chính là 10x50 này. Trường nhìn rộng là 132m trên 1000m các bác nhá.
của hãng Boshile. Và hai cái bên này người ta là dập cho các bác là những cái đường gân nổi ở đây. Đấy các bác, đường gân nổi đây là cái màu của màu quân đội ngụy trang đây các bác nhá, là các bác cầm vào đây này. Đấy, trong quá trình sử dụng là đi mùa hè đi rừng là mồ hôi mồ kê nó ra thì là không thể nào tránh khỏi được. Nên các bác cầm vào đây nó sẽ không bị trơn trượt, cũng như là nó sẽ không bị là bị tuột ra các bác nhá, làm giúp tăng cái ma sát lên để khi sử dụng nó sẽ là ok hơn, ôm tay hơn, chắc tay hơn các bác nhá. Thì các bác chú ý giúp em này, với cái ống nhòm này thì các bác hoàn toàn có thể là điều chỉnh được ở hai cái mắt này. Đấy, hai cái mắt tiếp xúc với mắt mình là các bác hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Và những bác làm mà mắt thường ấy thì các bác lên chỉnh cái có cái chấm trắng này, lên chỉnh vào cái múi giờ 00 cả hai mắt này. Đấy, mắt thường nhá thì các bác lên chỉnh vào cái múi giờ 00. Còn những bác nào bị cận hay là những cái những bác nào mà mắt kém ấy, thì các bác hoàn toàn có thể là xoay ở đây để mình chỉnh sao cho cái tầm nhìn cũng như là cái cảnh vật cho nó là phù hợp các bác nhá. Và hoàn toàn các bác hoàn toàn có thể chỉnh ở cái đằng trước này nữa này. Đấy, đằng trước này. Đấy các bác chú ý giúp em này, chỉnh ở đằng trước này nữa này. Và chỉnh ở hai mắt này là để bắt led các bác nhá. Đấy, sử dụng cái ống nhòm này thì cái nào cũng như cái nào thôi, rất là đơn giản. Đấy, thì các bác chỉ cần là đưa lên mắt cũng như là mình chỉnh bắt led làm sao cho nó phù hợp này, cho nó hợp lý nhất là ok các bác nhá. Và bây giờ là em sẽ là test cho các bác xem chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc ống nhòm Boshile này các bác nhá. Giá bên em công khai luôn, giá bên em là 1.600.000. Đấy, 1.600.000 là bao test, bao phê cho các bác luôn. Nhận hàng là kiểm hàng đúng như quảng cáo thì các bác mới nhận các bác nhá. Đây là các bác xem qua cái clip của em thôi, còn khi các bác nhận hàng này cầm ở đây là đảm bảo cho các bác là cực kỳ là thích luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn qua đây, ống nhòm chính hãng rất là đẹp. Đấy, tất cả các thông số cũng như là hàng bao đẹp cho các bác luôn, bao phê luôn các bác nhá. Đấy, hình thức mua bán rất là đơn giản thôi. Các bác liên hệ trực tiếp với em qua hai cái số ở đây, chính là 0969920838 hoặc 0962085919 các bác nhá. Bên em dùng có cả Zalo luôn. Đấy, những bác nào mà muốn trao đổi, muốn tư vấn thì liên hệ trực tiếp qua Zalo, hoặc những bác nào mà đặt hàng chỉ cần nhấc máy lên alo bảo là em ơi bán cho anh một cái chiếc ống nhòm của hãng Boshile giá 1.6 triệu là bên em sẽ là biết và đóng hàng cho các bác, gửi đi tất cả các tỉnh trên toàn quốc thông qua đường chuyển phát nhanh bưu điện các bác nhá. Nhận hàng là ngắm nghía như em quảng cáo thì các bác mới nhận các bác nhá. Đấy là bên em là cam kết cho các bác luôn các bác nhá. Hiện tại em đang mang chiếc ống nhòm của hãng Boshile với thông số là 10x50, trường nhìn rộng là 132m/1000m các bác nhá. Một chiếc ống nhòm cao cấp ra đây để em test cho các bác là xem chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc ống nhòm này. Thì các bác để ý giúp em này, bên tay phải ống kính bên tay phải nhá là cái ống kính có tâm, và bên ống kính bên tay trái là ống kính không có tâm. Đấy, các bác chú ý giúp em. Và khi ở trong hai cái ống kính này thì chỉ có bên phải có tâm thôi. Tức là các bác nhắm mắt này vào thì nhìn bên này có tâm, mà nhắm mắt bịt mắt này vào thì nhìn bên này là không có tâm. Khi các bác là áp hai cái mắt này vào mắt bình thường của các bác thì là sẽ là nhìn là có tâm. Đấy, các bác chú ý giúp em nhé. Và bây giờ em sẽ test từng mắt một để cho các bác xem về cái chất lượng hình ảnh của nó rõ nét cụ thể như thế nào các bác nhá. Cái này thì là nhìn đi săn ong thì là khỏi phải chê luôn, bao đẹp, bao test, bao phê cho các bác luôn các bác nhá, siêu đẹp luôn. Nhìn ở ngoài đã rất là chắc chắn, rất là đẹp rồi. Hãng Boshile rất là nổi tiếng đây. Các bác sẽ lại đầu tiên sẽ cho vào cái ống kính của ống kính có tâm trước này. Và em đang là mang ra ngoài đường đây, xe cộ đi lại nó sẽ là tiếng ồn, nó không thể nào tránh được các bác nhá. Nên là các bác là thông cảm giúp em này. Đây em sẽ nhìn này. Đấy. Đây nhá. Đây. Đấy các bác nhá. Siêu nét luôn, đây là ống kính dưới ống kính có tâm. Và nhìn sang ống kính bên này là ống kính không có tâm các bác nhá. Đấy, xem siêu nét luôn. Đây, xe cụ đi đây. Đấy các bác nhá, bắt led đây. Siêu led đây, cái quán tạp hóa này. Đấy, quán thuốc này. Rất là led các bác nhá. Đấy, hoặc là những bác nào mà nhìn sang đây này, nhìn sang những cái địa chỉ này. Đấy, lỗ bỏng này. Đấy, siêu led luôn, số điện thoại này. Đấy các bác nhá, thông hút bể phốt này. Đấy. Hoặc là sang cái mắt bên này nhá các bác nhá. Đây, hoặc là sang cái mắt bên này. Để bao test luôn này. Đấy các bác nhá. Đấy, cái này nó sẽ là có tâm. Đấy, cái chất lượng hình ảnh của cái này thì là bao led cho các bác luôn, nhận hàng ngắm nghía ưng ý thoải mái như em hướng dẫn các bác nhá. Những bác nào mà có nhu cầu mua hàng thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em qua hai cái số ở bên góc màn hình đây, chính là 0969920838 hoặc 0906201256 các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.